bên nội. Nói gì kìa. Hôm nay là nhân có bác ở bên Idaho. Tiểu bang Washington về sang dự. Thăm bay được rồi. Thăm bay được rồi. Bắc đâu? Bắc à. Ý là mời tất cả anh em trong nhóm hòa đến vui. Rất tiếc là hôm nay có một vài người bị bắt không tới được. Vâng. Thế thì giới thiệu từng người một để cho tôi trẻ thôi, tôi trẻ. Nói chung là có tên từng người chúng ta biết. Chị Hoa. Rồi kế đến là chị Bình. Kế là chị Hà Bình. Chị Bình đó là. Rồi đến chị Mary. Rồi đến bác, cháu biết tên bác nhưng mà nói tên thì cũng có vẻ nó nguy hiểm là mình chúc phạm. Không phải là nguy hiểm gì nhưng mà có vẻ chúc phạm nếu gọi tên theo đúng theo tục lệ của ông bà mình chỉ nói tên là bác thôi. Mẹ của anh không. Rồi đến chị Phương. Rồi chị Huế. Anh Nghĩa. Rồi anh Nghĩa. Cảm ơn anh. Người đang đứng đó là anh Thông, tức là người mà đẹp chuyên hát về hoa trinh nữ. Kế nữa là anh Thái đang vẫy tay. Kế nữa là anh Tường. Rồi là anh Xanh. Anh Phú. Và kế là anh Xa. Anh Vĩnh đẹp trai về tất cả mọi người. Anh Vĩnh đẹp trai kìa. Về Vĩnh. Thôi kể đến là tôi. Đây là tôi. Rất là kinh soạn cho anh chị Nghĩa. Chuẩn bị đãi tất cả các anh em. Bây giờ cho... OK. Bây giờ chắc mình nói là rồi đó. OK. Rồi để cho anh nhé. Là hôm nay thì hôm nay thật sự ra thì có bác đến là tụi này rất là vui mừng. Vui mừng bác tới đây để mà vui với con cháu ở đây. Thật ra bác cũng có cái thịnh tình là mỗi năm vài năm bác xuống đây một lần. Thì ngày nào gặp bác là như mẹ thế mà. Là không bữa tiệc nhỏ. Để cho mừng bác đến đây, các anh chị em học mặt ở đây coi có tấm lòng thế thôi. Thành ra xin quý vị đặt tháo tay đi. Cảm ơn các anh chị. Bây giờ chúng mình bắt đầu làm nha, bây giờ mình ăn nha. Rồi, rồi. Chúc mừng bác, chúc mừng sức khỏe của bác, chúc mừng sức khỏe của bác. OK, rồi vô đi, có cháu ngồi rồi. Happy birthday, mọi người nè. Happy birthday, mở nước ra, mở đường. What happened? Chưa uống medicine, chưa uống medicine. What happened? Chưa uống medicine.